Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn giải một số bài tập chi tiết trên nền tảng Ubuntu. Đầu tiên chúng ta vào Terminal. Ta tạo một file là mkdir, tạo một file bài tập. Rồi bài tập 1 chúng ta sử dụng trình soạn thảo Gedit. Đợi mình chút, to ra dễ nhìn. Mình khuyên là các bạn nên làm quen với môi trường Ubuntu hay Linux đi, vì nó thực sự rất là quan trọng. Đây chính là trình soạn thảo dưới đi. Trước khi các bạn biên dịch thì các bạn nhớ lưu nó vào nhé, không thì nó sẽ không biên dịch đâu. Và để biên dịch một chương trình trên Gedit, chúng ta cần bộ cài đặt G cộng cộng. Nếu các bạn nào mà chưa cài đặt được G cộng cộng trên Ubuntu thì mình sẽ hướng dẫn. Còn để hay thì nhớ comment ở bên dưới, mình sẽ hướng dẫn nhé. Còn máy mình đã cài rồi. Cộng cộng tên file mình vừa tạo, mình muốn biên dịch thì o mình chấm chéo main đó, hello world. Ok, thế sao mình phải làm bước này? Tại mình khuyên ý các bạn trước khi vào làm bài, các bạn nhớ phải làm test chương trình đã, để xem chương trình nó đã có biên dịch từ không, nó có bị lỗi gì không. Chứ các bạn cứ vào nhảy vào code một lèo ấy thì nó sẽ đến lúc nó sinh ra lỗi thì các bạn sẽ không biết sửa như nào, thì nó sẽ rất là mất thời gian. Ok, mình sẽ lấy một số bài tập. Ở đây thì mình sẽ chỉ chữa một số bài tập thôi nhé, còn lại các bạn phải tự luyện tập thêm. Mình sẽ chữa bài tập thứ nhất đầu tiên, bài số 1. Tạo lớp hình tròn có dữ liệu là bán kính, chính là thuộc tính nhé.
viết tất cả các cấu tử phương thức cần thiết, viết chương trình nhập vào 10 hình tròn và cho biết bán kính của hình tròn có diện tích lớn nhất. Cho biết bán kính của hình tròn có diện tích lớn nhất là như nào? Thì đầu tiên thì chắc chắn chúng ta phải tính được diện tích của cái hình tròn, tính được diện tích của 10 hình tròn và từ đó chúng ta sẽ đưa ra bán kính của cái hình tròn lớn nhất đó. Đây chúng ta sẽ bắt tay vào hiện luôn. Chúng ta sẽ tạo một file nữa là file .h, mình gọi nó là file hình tròn .h. Nhớ là không được quên rồi và cuối cùng nhé. Đây chính là file hình tròn .h. Ta sẽ có một cái lớp gọi là lớp hình tròn. Thuộc tính private. Thì trong private có cái gì? Bán kính. Bán kính. Ta có cấu tử mặc định hình tròn. Ở Ubuntu ấy thì chúng ta không có cấu tử mặc định hay hủy tử thì nó sẽ không báo lỗi khi bạn biên dịch. Nhưng ở trong Windows khi bạn không có cấu tử mặc định hay là hủy tử thì có lúc nó sẽ báo lỗi hoặc có lúc cũng có lúc là không. Nên điều này cũng chú ý một phần nhưng chúng ta nên có nó. Ở đây mình sẽ viết trong inline class luôn. Mình sẽ không tách file. Tại sao không tách file? Vì sau này bạn học về template ý, thì nó sẽ có một cái số lợi ích nhất định. Mình để bán kính ban đầu nó bằng 0. Tuy nhiên đầu tiên là get set rồi. Set the void set bán kính. Nhớ kỹ này, mình nhắc lại một lần nữa, không stăng ở đây đó là một hàm hằng nhầm, thì nó chỉ trả về cái giá trị của bán kính thôi chứ chúng ta không hề tác động hay là thay đổi giá trị của bán kính, thì chúng ta nên để không stăng ở đây trả về bán kính. Ta là một tính diện tích đi. Diện tích hình tròn. Mình gọi nó là pi đi. Nhân với hai lần bán kính. Ra hàm main chúng ta gọi file hình tròn. Tạo lớp hình tròn dữ liệu bán kính cấu tử thức cần thiết nhập vào 10 hình tròn
cho biết bán kính hình tròn có diện tích lớn nhất. Giả sử có 10 hình tròn, mình define cái n này nó là số lượng hình tròn là 10. Thôi mình để là 3 thôi cho nhanh, 10 nhập đâu đó. Thì đây là một lượng lớn hình tròn nên mình để hình tròn đây là một mảng các tập các hình tròn n. Nên chúng ta sẽ có nhập hình tròn đúng không? Và xuất hình tròn. Thì nhập xuất hình tròn ấy thì bạn cũng có thể viết thẳng ở main, nhưng mình khuyên các bạn nên tách ra thành một file riêng để thực hiện các cái chức năng của riêng nó. Mình gọi đây là hàm nhập đi. Hàm nhập. Nhập thì chúng ta cần nhập cái gì? Nhập bán kính đúng không? Thì chúng ta cần một cái gọi là bán kính. Bán kính để mình ví sau không mình sẽ giải thích. Đây hình tròn của bạn, hình tròn thứ y cộng 1 thì mỗi lần ta nhập một hình tròn đúng không, thì ta nên đặt như này để chúng ta biết được chúng ta quản lý hình tròn nhập bán kính của nó, và nên để bán kính nhập việc nhập bán kính trong trong vòng lặp do while. Tại sao? Tại vì chúng ta không thể nào nhập bán kính là bán kính âm được, nên chúng ta sẽ đặt một điều kiện đây là nếu bán kính mà ta nhập nó âm thì chúng ta phải nhập lại, tuyệt đối không được nhập là một số âm đúng không? Đó. Ok. Không biết ở trên đây nó có sử dụng lệnh này không nữa. Mình cứ để đây rồi tính sau. Sau việc nhập xuất hàm xuất đi, hàm xuất copy hình nhanh. Một hình tròn thì nó có diện tích này. Chi tiết hơn đi. Cm vuông.
trang và có bán kính là cho thứ y chấm hết bán kính. Và hàm bên chúng ta gọi hàm nhập và hàm xuất. Mình thử xem đã nhập xuất được chưa nhé. G cộng cộng main.cpp chữ O main. Đổi. Không thực hiện đây. Có lẽ hàm system này nó chỉ có thể chạy ở bên Visual. Này nào. Đây. Okay. Đây được. Đó. Theo dấu hay ngoặc. Kết bán kính. Không có thành viên kết bán kính. Hàm xuất. Class hình tròn không có member tức là get bán kính. Chờ đã. Ok, mình dịch lại. Hết lỗi. Ok, chấm chéo main. Tròn thứ nhất này nhập bán kính là 3 đi. Hình tròn thứ hai nhập bán kính là 4 đi. Hình tròn thứ ba mình nhập bán kính là 4,5. Đây. Đây chính là kết quả nó thực hiện được. Hình tròn thứ nhất có bán kính là diện tích là bán kính là thôi mình để này cho nó cái gì đó. Mình dịch lại. Đó. Hình tròn thứ nhất bán kính là 3 này, 4 này, 5.5 này. Đây. Đây là sau khi mình nhập này, đây là xuất này,
mình không không test kết quả là tính toán đâu, chắc chắn là mình khẳng định là đúng rồi. Xem nào, tiếp tiếp yêu cầu tiếp theo nào. Chỉ ra bán kính của hình tròn có diện tích lớn nhất. Ok. Sẽ làm một cái hàm void diện tích lớn nhất đi. Diện tích lớn nhất thì mình cũng truyền nó vào một hình tròn, gọi nó một hình tròn. Hình tròn ở đây để nó biết hình tròn là hình tròn nào. Cái này này, tại sao mình phải có hình tròn ở đây, một cái câu lệnh tham số ở đây, tại vì mình khởi tạo hình tròn ở đây, nhưng nếu mình không có đây thì làm sao nó biết được hình tròn mình đang làm là với hình tròn nào, đúng không? Chọn theo thuật toán để tìm ra diện tích lớn nhất cũng như một số nguyên lớn nhất thì các bạn đã làm rất nhiều rồi, nên mình sẽ viết rất là nhanh và mình chỉ nói tóm gọn lại thôi, chứ mình không giải thích lại cái thuật toán này nữa. Để giả sử mình có một cái biến gọi là biến diện tích max đi, diện tích max, diện tích lớn nhất. Mình lấy diện tích lớn nhất này là thằng hình tròn đầu tiên đi. Đến mình lấy ra giả sử cái thằng diện tích lớn nhất là thằng hình tròn đầu tiên, mình nên chỉ giả sử nhé. Sau đó mình duyệt duyệt tất cả các hình tròn, bắt đầu từ hình tròn sau thằng thứ nhất, là thằng y bằng một ấy. Thì trong mảng mà thì thường thì mảng thì sẽ có phần tử đầu tiên là bắt đầu từ vị trí thứ không, đúng không? Y nhỏ hơn n y cộng cộng. Nếu mà thằng diện tích max mà nhỏ hơn, mình để như này đi. Nếu mà thằng diện tích thứ y tiếp sau đó mà lớn hơn cái thằng diện tích max mà ta giả sử ban đầu ấy, thì rõ ràng cái thằng max là thằng mắc này, thằng biến mắc này ấy, nó sẽ phải được gắn bằng cái giá trị diện tích lớn nhất mà hiện tại ta tìm được. Tính diện tích. Ok. Nhưng có một câu hỏi đặt ra ở đây là mới chỉ là tìm ra diện tích lớn nhất. Nhưng mà làm thế nào để ta chỉ rõ ràng ra là cái thằng hình tròn nào có bán kính lớn nhất, đúng không? Thì ở đây mình sẽ có một cái phương pháp là mình có một biến, mình gọi nó là key. Thì mỗi lần chúng ta lấy được một cái diện tích nào mắc hay lớn hơn ấy, diện tích trước đó, thì tự nhiên là mỗi lần lấy được lớn hơn thì thằng cuối cùng lấy được thì là thằng lớn nhất rồi, đúng không? Thì ta sẽ lấy cái mình gọi nó cái mã số đi, cái key của nó thì gắn bằng y, tức là như nào, mỗi lần cái thằng ví dụ như hình tròn đầu tiên chúng ta có diện tích là một và hình tròn thứ ba chúng ta có diện tích là ba, đúng không? Thì rõ ràng ba lớn hơn một thì ta lấy diện tích max tại thời điểm hiện tại là ba, và key của nó tức là cái mã số của nó ấy, thì là y, y thì hiện tại bây giờ là bằng 3, đúng không? Thì chứng tỏ một điều rằng cái thằng hình tròn có diện tích lớn nhất là thằng số 3. Đó. Sau khi hết vòng lọc thì chúng ta sẽ CL ra bán kính của cái thằng hình tròn có diện tích lớn nhất là hình tròn gì
thứ pi, đúng rồi, là mã số của nó mà, ta lấy được cái mã số của nó ra, ta ghét bán kính đó, và chúng ta cũng có thể kiểm tra đây đi một dòng nữa, bán kính diện tích của hình tròn lớn nhất ta tìm được là hình tròn thứ pi chấm tính diện tích. Ok, ok thử biên dịch luôn nhỉ. Ở đâu ta? Ghép bán kính không có thằng ghép bán kính. Ghép bán kính. Dạ thì ta. Ghép bán kính. Đó. Chỉ thẳng đây này, tròn, nice, chưa giảm đã lú rồi. Điểm mạnh của Ubuntu đây nó chỉ ra, nó chỉ thẳng trực tiếp vào cái lỗi mà mình các mắc phải. Biên dịch hình tròn này lại sai nhập bán kính. Bán kính thì mình lấy ví dụ như lúc đầu đi 3 4 và 5.5 đấy, just diện tích hình tròn lớn nhất ta tìm được là 94 phẩy bao nhiêu đó, được không? Đúng rồi, thằng 9 là thằng thứ ba này. Bán kính của hình tròn có diện tích lớn nhất là 5.5, chính xác, bán kính của nó là 5.5, nhìn nó hơi xấu tí thôi. Đây chúng ta chưa có endline. Ok, đây là bài thứ nhất. Tiếp tục sang bài tiếp theo, mình sẽ chữa bài số 3. Các bài khác mình không chữa thì các bạn nhớ phải làm nhé, chứ không phải là bỏ qua đâu. Tạo một lớp hình chữ nhật có chiều tài liệu độ dài hai cạnh này, viết số từ phương thức này, thêm phương thức độ dài lên chiếu hình chữ nhật, viết phương trình nhập hình chữ nhật vào trong, biết trong đó có bao nhiêu hình vuông, để biết nó có bao nhiêu hình vuông, à để biết cái hình chữ nhật nó là hình vuông thì chúng ta phải làm sao ta, tức là một hình chữ nhật để là hình vuông thì dấu hiệu nhận biết của nó là hai cạnh chiều dài và chiều rộng nó bằng nhau thì nó chính là hình vuông, đúng không? Đó, chúng ta sẽ thực hiện luôn. Đây, terminal đi đây. Mình sẽ tạo ra một file là hình chữ nhật .h và nhớ cấm được quên dấu vào. Tạm thời mình tắt chọn đi. If not define thì define nó hình chữ nhật. Gọi nó là một cái lớp, là lớp hình chữ nhật.
Ai, bên này dài quá, tính chữ nhật thôi. Ok, để đây mình giải thích này. Tại sao mình không gọi đây là chiều dài và chiều rộng, mà gọi là cạnh 1 và cạnh 2? Tại vì bạn có xác định được là hình chữ nhật này cạnh nào là chiều dài, cạnh nào là chiều rộng không? Thế nên mình khuyên ý, bạn không nên đặt nó là chiều dài và chiều rộng, mà chỉ đặt là cạnh 1 và cạnh 2 thôi. Tại vì khi hình chữ nhật là hình vuông thì chiều dài bằng chiều rộng đúng không? Nhưng với logic của hình học ấy, thì hình vuông nó đâu có khái niệm là chiều dài chiều rộng đâu, nó chỉ đơn giản là cạnh của nó thôi đúng không? Thế nên mình gọi chung chung nó là cạnh 1 và cạnh 2. Ok. Xong đó có bao nhiêu hình vuông? Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải get set đã. Ok, xong bước get set. Tạm thời chúng ta xóa thằng min đi. Nhập nhập vấn đề nguyên. Thì sửa một chút thì là được. Đây mình gọi là nhập một.
liên quan đến diện tích này. Đợi mình chút, mình sẽ sửa hơi lâu một chút bạn. Có N hình chữ nhật này vẫn là ba không nhỉ? Chứng minh hình chữ nhật đó nó là có bao à trong 10 trong 10 hình đó có bao nhiêu là hình vuông. Chứng minh hình vuông đúng không? Mình gọi cái hàm này là hàm bool. Để mình trả về cái hình chữ nhật này có là hình vuông hay không mà đúng không? Có là vuông không? Đúng không? Mình sẽ gọi hình chữ nhật vào đây. Tuy nhiên là nếu là hình vuông thì nó trả về true, còn không thì trả về false, đúng để biết được nó là hình chữ nhật hay hình vuông hay không ấy, thì chúng ta phải duyệt này, cứ phải duyệt duyệt từ đầu đến cuối duyệt, duyệt từng duyệt. Nếu mà cái thằng hình chữ nhật từ y chấm ghép cạnh một và bằng với hình chữ nhật cũng thứ y đó ghép cạnh hai và bằng nhau. Hình chữ nhật mà có hai cạnh bằng nhau thì return true. Hiểu khái niệm của bài toán này ấy, là cạnh một cạnh hai chính là chiều rộng và chiều dài ấy, chứ không phải là cạnh một. Tại vì một số bạn sẽ thắc mắc là nhỡ đâu cạnh một cũng là chiều dài và cạnh hai cũng là chiều dài thì sao? Thì đúng, theo logic là đúng như thế, nhưng mà theo khái niệm đề bài thì các bạn phải hiểu như thế này, đúng không? Còn ngược lại thì trả về ô. Từ mình sẽ có bao nhiêu hình là hình vuông. Được rồi. Mình nghĩ là để void t một tiếng đếm, gọi là đếm nhé. Không, mình nhầm mất, đây không phải là trả về nó là hình vuông hay không mà nó là hình vuông rồi, nhưng mà nó có bao nhiêu hình vuông trong số hình chữ nhật đó. Sorry các bạn, đây sẽ là một miếng đếm. Nếu thì nếu điều kiện này thì nó sẽ là hình vuông không, thì biến đếm nó sẽ tăng lên, đếm tăng
đúng không? Còn không thì nó sẽ dược tiếp đó. Này không phải có là hình vuông không mà có bao nhiêu hình vuông? Có bao nhiêu hình vuông? Xem nào. In thế đi. Và return đến luôn. Chờ lại một chút. Asia. Trong số N hình chữ nhật thì có chữ nhật không? Có hình vuông, có từng là hình vuông. Ok. Test thử xem nào. Biên dịch luôn. Lỗi tại ai vẫn là hình tròn. Sức mạnh của copy paste. Biên dịch lại. Sao bạn lỗi vậy? Hết lỗi. Ok, nhập hình chữ nhật thứ nhất này. Cạnh nó là 1, 2 đi. Cạnh 3, 4, 5, 6. Cho xem nào. Oh, no. Có một chút vấn đề sai ở đây. Sao cạnh thứ hai lại không có? Kiểm tra lại. Nhập cạnh hai này. Đây này. Bảo nhập cạnh 2 mà vẫn là xét cạnh 1. Chơi. Đó. Thì mình cũng phải liên tục biên dịch và đọc lỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bây giờ thì đúng rồi. Không có hình nào là hình chữ nhật. Đúng rồi. Mình thử test một trường hợp khác đi. Thường là 2, 2, chắc chắn là hình chữ nhật rồi. 1, 3, 5.5 với 5.5. Hai hình chữ nhật. Và bạn cũng có thể áp dụng phương pháp như của bài 1 là có key. Và sau khi đếm được có bao nhiêu hình vuông thì cũng có thể xem được là cái hình nào là hình vuông. Và cái khái niệm key này thì sau này các bạn sẽ tìm hiểu được một khái niệm sâu hơn nữa, đó là thư viện dictionary. Dictionary thì nó dạng tương tự như là một mảng ấy, nhưng mà nó sẽ có hai tham số là tên phổ biến và một phần nữa là các phần tử và key, chứ là cái mã số ấy. Đó. Ok, còn bạn nào không? Mình sẽ chữa thêm bài 4 đi. Bài 4. Đang làm hình bài 4 à. Ok, để không phải nó quá dài dòng thì mình sẽ tách ra một clip khác để cho các bạn tiện theo dõi.